Để cho khán giả biết là em đang xài cái cù bắp, nhưng mà thì có nghe nói là khi mà làm cuối tháng không có tiền thì xách cái điện thoại cảm ứng nó đi cầm mua sữa tã, thì chuyện này là có không? Dạ có, tại cái cuối tháng tới này nè, tại vì em làm lương thấp quá đó, rồi cuối tháng thì em đâu có đủ tiền mua Nó tã mua sữa cho đi con đâu, cái đầu đi cầm điện thoại. đi Ở cầm tháng điện thoại nào thì nếu mà em lãnh lương hay cao cao thì em chuột ra, còn nếu mà lãnh lương mà thấp không có chuột. đi Nó lấy cái, luôn. nó cầm nó lấy cái điện thoại tôi nó xài, mà điện thoại này có ba hồi thì xài được, ba hồi không điện không có nghe được cái gì, Nhiều nói khi em chuyện xài không cái điện thoại này, nhiều khi con em nó bệnh nó người nào, nhiều khi muốn điện gì hỏi nhỏ hơn đơn sao, mẹ mẹ có đâu có điện thoại đâu, hai mẹ con chỉ có cái này đâu có đâu xài, Thì ngoài nhiều cảnh khi thì muốn điện nhà hỏi nhỏ hơn sao không có. hoàn cảnh Mà thì nói quá chung trời đau khổ, rất là đáng thương tháng của nào chú anh gì đó chị ơi. tôi muốn nghe cái chương trình này dữ lắm, mà Năm để tôi trước ngồi trả tới giờ sao tôi á cô không biết chú anh làm chị. sao. Bị tắc nghẽn đường máu tim, bà vui bà cũng nghẹt, mà bà buồn mà cũng nghẹt, mà để nói ra mình không rớt nước mắt thì không có được. Kiểu như quên thì thôi mà nhớ lại là nắm mất mà chỉ có hai mẹ con biết thôi, chứ anh nó cũng không cho biết nữa. Tại vì biết thì ta phê bình, ta nói kiểu như tay của nhỏ này nó tự là nó tự lựa thì nó phải chịu. Tôi chịu ha. Rồi thì thôi bây giờ chị nói về một chút xíu về cái hiện nay là cái hoàn cảnh của mình đi, coi như là cái câu chuyện của mua chồng thì thôi, giống như trong gia đình thì thôi, nói chung là nói nhiều được rồi. Nói về một chút xíu hoàn cảnh của chị là hàng ngày sinh sống như thế nào đó, là sao nuôi con đó, chị nói cái câu chuyện đó đi. Thì nhà thì em cũng đi làm công ty gì đó, rồi cũng lo cho mẹ cho con em vậy đó. Là hàng ngày là sáng là mình đi làm mấy giờ chị? Sáng 6 giờ mấy em đi rồi, 6 giờ mấy dạ ha. tại vì 7:20 là em có mặt tại công ty rồi, nếu đi trễ thì người ta trừ tiền, không ký biên bản thì trừ tiền. Rồi đi làm là mấy giờ chị mới về tới nhà? Giờ này đi 9 giờ mấy em mới về, 9 giờ mấy tối em mới về tới nhà. Ngày nào cũng vậy chứ. Giờ này nè. Bởi vì mình đến mình ghi hình buổi tối của chú anh chị. Thì cho em Ngày hỏi nào em cũng về giờ này. cho em hỏi thêm ha. Rồi mình đi làm như vậy á, là mình làm cái đó là công ty gì chị? Dạ em làm công ty Mai á. Công ty Mai. Dạ. Thì Mai à, mình ở đâu á chị? Dạ em làm ở dưới Bình Khánh, Bình Sen Là chạy tới dưới luôn. Rồi như vậy thu nhập của mình nó có ổn định không chị? Thu nhập thì tháng nào em có tăng ca thì lương nó cũng bèo lắm anh, tại mình ở quê mà. Còn không có tăng ca thì có trừ bảo hiểm, còn lương cơ bản đánh chừng tầm 3 triệu Kìa con nhỏ thích rồi kìa. Chàng ơi. Trời ơi bữa nay vui quá à. Có ba bốn ông nào ở nhà Vậy là coi như là nếu mà có tăng ca là lương có khoảng 5-6 triệu không chị? nè. Không, nếu mà có tăng ca thì lương em tầm 4 triệu mấy à, còn không có tăng ca thì cũng tầm trừ bảo hiểm rồi nó còn chừng 3 triệu 3 triệu mấy à. Rồi chị làm gì? Rồi con chị gửi cho bác gái coi. Nhưng mình làm gì cái mình làm đầu tháng chắc cuối tháng mình cũng kẹt lắm hơn. Dạ nên tháng 3 triệu 3 triệu mấy em đâu đủ sống rồi, tại vì tháng nào mẹ nếu mà em có tăng ca thì em đi gửi con, còn nếu mà không có tăng ca thì để nhà cho mẹ gì. Cho bà ngoại giữ, Dạ. bà ngoại bệnh nữa. Thì cái video trước mình có nói đó là cô bé Diễm này cổ xài cái điện thoại, nhưng mà bây giờ cô em móc cái điện thoại của em ra cho tôi anh coi coi, là để cho khán giả biết là em đang xài cái cù bắp. Nhưng mà thì có nghe nói là khi mà làm cuối tháng không có tiền thì xách cái điện thoại cảm ứng nó đi cầm mua sữa tã, thì chuyện này là có không? Dạ có, tại cái cuối tháng tới này nè, tại vì em làm lương thấp quá đó, rồi cuối tháng thì em đâu có đủ tiền mua Nó tã mua sữa cho con đâu, cái đầu đi cầm điện thoại. đi Ở cầm tháng điện thoại nào thì nếu mà em lãnh lương hay cao cao thì em chuột ra, còn nếu mà lãnh lương mà thấp không có chuột. Đi Nó lấy cái, luôn. nó cầm nó lấy cái điện thoại tôi nó xài, mà điện thoại này có ba hồi thì xài được, ba hồi không điện không có nghe được cái gì, Nhiều khi nói em chuyện xài không cái điện nghe thoại đi, nhiều khi
con em nó bệnh á, rồi đầu nhầm cái bú điện gì hỏi như nhỏ hơn đơn sao, mẹ mẹ có đâu có điện thoại đâu, hai mẹ con chỉ có một cái này à. À, đâu có đâu xài thì ngoài cảnh thì muốn điện nhà mấy nhỏ thì sao không có hoàn cảnh thì quá trời đau khổ rất là đáng thương của chú chị ơi. Tôi muốn nghe cái chương trình này dữ lắm mà để trước trả sao cô chú anh chị sao. Dạ anh trước trả sao cái này là anh trước chị Diễm ơi, mà bây giờ như thế này ha, thì cái này tụi em thì nói chung ra là quay ở đây là chỉ chia sẻ tính chất thôi ha, chứ không có kêu gọi thì mọi người, thì bây giờ chị có những cái dự định nào trong tương lai với hoặc là cái mong muốn của mình như thế nào đó thì chị cứ nói lên cái nguyện vọng của chị đi để mọi người nghe được cái clip này nè, ví dụ có thể là thông cảm giúp đỡ cho chị. Dạ thì chị đó, chị có một ước mơ gì đó gì thì nhiều khi cô bác anh chị á, người ta xem đó, người ta hiểu được cái gia đình mình như thế nào á, người ta có thể dang rộng vòng tay. Nó suy nghĩ sao không biết. Dạ. Ý tôi á thì tôi nói nè, nếu như mà cô bác anh chị có giúp được thì cho tôi xin nữa, tôi cho thằng con tôi, tại vì con tôi nó có nghề sửa không đa mà bây giờ nó không có tiền, giờ nó đi làm mướn ở Bình Dương. Dạ. Xin đi số tiền để cho nó mua mới đồ nghề về đây đặng mà nó sửa xe đặng nó nuôi tôi tiếp nuôi tiếp em nó. Dạ. Vì là cũng như là mà trước mắt ở đây tụi con là đang chia sẻ cái câu chuyện của em Diễm. Thì cho nên bây giờ em Diễm, chị Diễm cứ việc mình có ước mơ gì mình nói, còn cái vấn đề thì của bác thì ở đây thì tụi con cũng lưu lại để mong rằng cô bác anh chị dang rộng lòng tay, thì nếu mà có ai đồng cảm được thì giúp đỡ được gia đình thì giúp. Đúng rồi, cũng đồng cảm với cô. Dạ, còn chuyện mà tả sữa đâu này nọ như thế nào chị? Thì trả sữa thì cũng thiếu trước một sao đó, như cố gắng thì em có tiền, cần điện thoại thì em mua cho nhỏ vậy đó. Yeah. Em mua là mấy bịch rồi nó bú được 2-3 ngày này, rồi hầu hết thì em mua nữa. Vậy là chị coi như là cuối tháng không có tiền là cầm đi cầm điện thoại. Rồi cái đó mình không có nương nhờ gì ai sao, hay là mình không có khả năng, không có quen với ai, mình không có mượn được cho đỡ gì là... cũng quen nhưng mà dính líu tới tiền bạc thì cũng khó khăn, giống như là hồi đó mình không có qua lại với người ta, rồi nhậm khi mình to cho mình mượn rồi ta sợ dữ lắm. Dạ, có nghĩa là bây giờ là chị chỉ muốn là có một số tiền nha để lo tiếp cho con mua tả sữa cho em bé, cho cháu ha, cho cháu để số tiền để lo cho bà ngoại nè, bà ngoại bệnh nè cả nhà thấy không. Thì bà ngoại của cháu như là mẹ của bà người mẹ đang thăng cơm nước cho ngoại. Thì mẹ ở nhà mẹ cũng tự mò hỏi tôi làm luôn. Thì đại bắt đầu cơm, có khi nó về nó ăn cơm sống, nó ăn cơm nhão. Vậy là coi như là bây giờ bà ngoại là con mắt cũng không có thấy đường ha. Thấy mà nó mờ lắm. Nó mờ mờ. Nó mờ nó thấy rõ với mình. Không có thấy rõ là nhiều khi nó ăn cơm kiến không nữa. Tại vì anh về anh giỡn rồi cơm, hầu như là kiến nó nhiều hơn cơm luôn á. Rồi lúc đó là mình cũng ăn luôn. Chứ bây giờ ăn sao? Không biết sao giờ đây, tại vì đi làm giờ này có ngủ rồi giờ chờ nấu nữa, nó khuya quá rồi nhậm chi con em đồ này kia nọ nữa. Khuya quá rồi em không có thời gian nghỉ ngơi, đi sáng em đi làm đâu nổi đâu. Dạ. Thì chị Diễm ơi, thì giống như trong cái câu chuyện này thì rất là đau lòng ha, nhưng mà chị có muốn tìm thêm một người để giống như về làm bạn đời, để giống như là chăm sóc cho bé thêm một bước nữa không, hay là chị có ý định đó không? Ý định đó thì chắc một thời gian đường nào nó cũng chị phải có, nhưng mà tại vì hiện tại thì em cũng đang khó khăn, nhưng mà em thì chưa có nghĩ tới chuyện đó. Trước mắt nhưng mà ví dụ như trước mắt thì em phải lo cho con em, tại vì giờ con em nó còn nhỏ quá. Trước mắt em phải lo cho con em, nếu mà con em sau này nó lớn thì em cũng phải có một cái cuộc sống riêng tư của em nữa. Nói chung là cái hiện tại thì em chưa có suy nghĩ tới gì đó. Chủ yếu là giờ con em nó nhỏ quá là em phải lo cho con em nó đầy đủ rồi. Đúng rồi, em hiểu rồi, có nghĩa là mình tập trung lo cho con ha. Yeah. Rồi trong cái chị đúng là có người phụ nữ rất là cứng rắn nha, nghe nha. Nó không cứng rắn, nó bỏ tụi nó đi lâu rồi. Dạ. Tại vì nó đi kiếm chồng khác, giàu có, sung sướng nó đi. Đúng rồi. Nó bỏ tôi, nó phải nó đùm bọc mẹ gì, nó phải khổ.
cái người người cha của Diễm này là mất bao lâu rồi vậy cô? À, ba của Diễm hả? Dạ, người cha 15 tháng. Vậy là một năm mấy mới đây ha? Mới đây 15 tháng là một năm 3 tháng đó. Dạ, một năm 3 tháng còn mới mà chia tay chồng là cũng bao lâu rồi ta? Năm chưa? Rồi 3 tháng tới giờ chắc cũng cả năm. Năm mấy rồi? Năm mấy rồi? Tại con nó 11 tháng mấy 11 tháng. Thì trước mắt của bác anh chị đây nè, mình nhìn cái vách nhà nè cả nhà. Thì phía trên á thì được lợp thiết nha, nhưng mà phía dưới thì được hình như là mấy cái tấm người ta thiết rồi người ta cho lụm đồ dưới tấm bên này. Dán ép, dán ép. Tấm dán ép nha. Nè bên đây thì lưới nè cả nhà. Bên này dán lỏng luôn. Nhưng mà cái nhà này á, tôi nói với anh em là cái cửa là làm ngặt nhất là lấy cái chổng mà hàng nè. Đây. Cái cửa này á là lấy cái chổng mà hàng nha. Cái chổng người ta cho đó, chổng đó. Rồi cái không có tiền mua người ta bán 300 ngàn. Yeah. Rồi nó sức mối sức hàng đồ đó. Rồi bắt đầu hồi lúc ổng còn sống ổng mới lấy ổng mới làm cái cửa chứ không ổng có tiền làm rồi mua cái cửa. Dạ. Coi như là nói chung là cha của bé là không có chu cấp một cái đồng nào để cho bé chứ ha. Chỉ lâu lâu lại là kiếm chuyện này chuyện kia rồi đó ha. Kiểu như là không có chu cấp rồi em cũng không cho tới luôn, gửi đầu nó không cho tới luôn, em không cho tới luôn, nó lại quậy hoài vậy. Yeah. Rồi cha bé chắc cũng gần đây ha chị. Gần. Cây số à. Dạ. À, cây số ha. Rồi, rồi thì thôi thì thôi bây giờ nè, thì cái câu chuyện của chị Diễm thì em xin phép là được đăng tải lên nha chị. Rồi sau này mà không được lỡ clip số clip nha chị, tại vì cái này em nói trước với chị đó, thì mong rằng khi quay cái clip này lên cô bác rồi dang rộng vòng tay để giúp đỡ cho chị có một số vốn để lo cho cháu và bà ngoại. Bà ngoại thì mang bệnh 2-3 cân bệnh trong người, ở nhà phải chăm cháu, chị thì phải đi làm từ sáng tới 9 giờ tối đó. Thì chị có mong muốn gì đó gửi gắm đến cô bác đó, thì chị nói đi để cho cô bác nghe. Em cũng mong cũng có số tiền để lo cho con em này kia với mẹ bệnh luôn này kia. Cũng lo tả là sữa cho con, rồi lo hút men được cho mẹ, đừng mẹ không có sức khỏe mà giữ con em vậy đó. À, rồi thì thôi em cũng ghi nhận cái câu chuyện của chị ha. Dạ. Thì để coi khi nào mà có những cái ai mà xem được clip đó thì dạ, có người mà giống như muốn hỗ trợ chị á, thì tụi em cũng thay mặt để đến để thăm năm và gửi cho chị những cái phần quà ha. Yeah. Rồi thì tham xin phép được kết thúc cái đoạn clip ở đây thì yeah, chúc cho gia đình một buổi tối vui vẻ đi chứ bây giờ là nói chung cũng trễ rồi. Để yeah, em sẽ gửi chị tiền của em. Yeah. Hỗ trợ giùm tôi mừng lắm. Yeah. Đây mua thuốc uống là ngày một ngày là phải 25-30 ngàn tiền thuốc. Yeah. Mà có bữa nào cũng có lên nó mệt vậy lắm. Em gửi ha. Tiền của em với anh túi ra gửi cho chị đó, để mua sữa hay mua gì đó cho bà ngoại với bé. Đó. Rồi em cũng cảm ơn anh với cậu Tùng đây cũng nhiệt tình lắm. Cũng cảm ơn giới thiệu cái hoàn cảnh này thì để quay đặng chia sẻ cho cô bác để hiểu về chị Diễm nhiều hơn. Thì cô chú anh chị ơi, cái hoàn cảnh của Diễm này hôm nay mình đến mình trao một cái cặp tó để cho mẹ của Diễm đi á, thì cũng rất là quý là được Mạnh Thường Quân ta chở tặng bộ tó. Thì bộ tó này á, thì để tặng cho mẹ Diễm để đi, tại vì cái video trước mình có nói thì để có ai cho gì thì mình đã trao cái đó, nhưng mà hôm nay mình nhận được bộ tó thì cũng đến trao. Thì hôm nay cũng cuối video thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm tới kênh của mình. Thì có ai mà đồng cảm với người mẹ đơn thân thì mình cũng cảm ơn quan tâm giùm mình là ủng hộ hay sao đó. Rồi cũng kết thúc video ha. Chào cô chú anh chị các bạn nha. Cảm ơn rất là nhiều cô chú anh chị ủng hộ cho kênh Tùng Lê Thánh Khởi Trần Quỳnh nha cô chú anh chị. Nơi đây người chật vật mưu sinh, ta đã bao lâu bỏ quên ước mơ của mình. Đồng tiền là ngọt bùi chua cay, đôi lúc chỉ mong ai giang cánh tay. Và không trách móc hay tham sân si hận thù làm gì, từ đứng lên thôi không nên tin vào điều thần kỳ. Mình phải nghe con tim mong manh của mình thầm thì dù lệ tràn hoen mi.